$8 Is this can out right here? Ôi, vô rừng, vô rừng, vô rừng. Cái tre kìa, cái tre kìa. Oh my god, giống như qua chụp hình. Tre này kìa, giống y trên đầu luôn nha. Gãy, gãy, té luôn nè. Sống theo tiền hả? Vô đây lát đi lạc ta. Vô rừng quá vậy. Cái hàng này có bán không em? Có tên, có tên tuổi chưa? Vé ra vậy nè. Có tập tưởng vé ra. Trời ơi, cây người ta muốn ở trong đây mình bắt người ta. Mây bồ này cũng độc đáo nha. Nó không thử rồi. Look at this one, look at this one. Mát. Mấy bầu nhiều quá. Ừ. Tên tuổi cho là Japanese Maple Acer. Acer gì đây? Không hiểu gì hết. Này hỏi anh Tài xong rồi. Này giống vô rừng Redwood rồi ta. Cỏ này người ta trồng, người ta cố tình người ta trồng nha. Giờ đẹp. Ôi, tao tình nó đi. Xoay. Cỏ. Ủa cái em này mốt con già cao. Trong đây là xếp là một cái phố rồi thôi à. Này là mấy bộ con nữa rồi. Nó chỉ có màu. Ghê quá, giống như ma. Nhà nó mình vô được nha. Thôi, có thể ra được cà phê hay sao. Tẩy thoát luôn nè. Stop, step only beyond the screen. Đi lạc đó. Dead end. Stop. Cảm ngữ của em à. Ngữ kìa. Đẹp quá ha. Nhiêu tiền vậy? Thì chắc không bán được. Trên trời của mình ở đây bán nhiêu? Acre rồi bán. $90 cây. Bó mắt.
ngựa nữa kìa. Thôi giá hả trên trời ăn nhiêu em? Cây nhỏ 13 đồng em ơi. The small one, gallon.